Ok nhá, xin chào thể mọi người trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về với lại Counter Side. Nói chung là trong thời gian vừa qua update xong thì mấy cái gì nó cũng khó đánh quá. Thế ra sẽ nhận ra một điều, còn cái này chưa đánh, đánh nốt tí cho nó gọn video. Cái này chắc là giờ đánh là đánh mang chất là điểm danh cho đủ thôi. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ở đây mình còn một cái map mình chưa đánh là cái chỗ trong thử thách, chỗ phương pháp huấn luyện của cục quản lý cũ. Cái này đây mình chưa đánh, đánh nốt cho nó hoàn thiện. Tiền tường một phần là lấy thêm chút kim cương, cái thứ hai là đánh cho nó đầy đủ nội dung một tí. Sẽ vào đánh cái cửa nhé, tại mấy cái cửa khác nó khó hơn, đánh cái này trước cho nó đỡ căng thẳng. Cái này đi, đội hình ở đây mình sẽ sử dụng đội hình gồm có đây là tàu Tân Ohi, sử dụng thuyền trưởng Kim Hana, tướng ở đây sử dụng Hildy. Đây Hildy sử dụng HP T6 xếp bình thường thôi. Thế rồi con mini cha ở đây thì đang sử dụng xét hồi chiêu 72% nhé. Thế rồi con Giang Hazim xét hồi chiêu bình thường. Con Evelyn là xét hồi chiêu này là chưa được xét hồi chiêu 67%. Tiếp tục nữa là sang tiếp những con cái bà thuyền phó, bà Lee Soyun, bà này mình đang sử dụng xét hồi chiêu 72% nhé. Con Shinjia xét hồi chiêu cùi bắp nhé, đúng không? Tiếp tục ở đây con Carion đang sử dụng xét tốc đánh. Và cuối cùng là con Seoyun sử dụng set hồi chiêu cũng cùi thôi. Nói chung được vài set khá thì còn toàn set cùi. Chúng ta sẽ tiến hành đánh nhé. Ở đây chắc nó sẽ có khoảng tầm 3 cửa như mọi khi, sẽ có tầm 3 cửa. Thế cửa đầu tiên thường cửa yếu nhất thì để auto thôi. Còn những cửa sau nếu mà ra nó khó quá có thể mình sẽ để đánh thủ công một tí. Bạn nào chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cửa đầu tiên nó level 70 nên gần như không cần suy nghĩ nhiều. Hầu như bạn để tướng vào thắng thôi. Bạn có để tướng cầm level 100 vào thắng thôi. Cũng chả cần đắn đo gì mấy đâu. Chủ yếu là từ các cửa sau lên level 100 hay cao hơn 100 bắt đầu mới khó. Cái này đánh nốt cho nó hoàn thiện thôi. Chứ đợt này nó đang ra mấy con tướng mới, đi cày các thứ nguyên liệu mới thì cơ bản chắc cũng chả ai cày cái map này đúng không? Còn nếu bạn nào cày chắc là cày từ đợt đầu. Chứ còn bây giờ đến giai đoạn này chắc là chả ai cày nữa. Cái này mình chả cầy nhưng mình đánh cho nó đủ thôi. Tiếp tục đến sang cửa thứ hai nhé. Thường thì bạn để ý một chút là những cái map liên quan đến cái trang bị riêng cho một số tướng ấy. Rồi thì những con tướng đó chính là những con boss ở từng cửa một đúng không? Cửa thứ hai đây là con Alex. Vẫn tiếp tục sử dụng đội hình này nhé. Này chắc giờ lên level 100 nhé. Đây lên level 100 này con Alex này. Thì chứng tỏ trong cái trang bị đó sẽ có trang bị của Alex. Cứ thế mà tính thôi. Chứ cửa 100 mình chắc mà đánh được, sợ một cái cửa cuối nhá, cửa cuối biết được không? Mới xem đánh được 3 thành tựu hay không thôi. Đánh win thì chắc là cũng dễ thôi, nhưng chủ yếu đánh 3 thành tựu mới khó. Và nếu mà đánh suôn sẻ quá là hết nhanh quá thì cũng hơi ngắn nhỉ. Không biết đánh có khó khăn gì không? Nói chung là khi mình thả tướng ra ấy, một con tướng mình không bị chết trong quá trình đánh ấy, thì gần như là sẽ win được thôi. Sợ nhất là kiểu như thả hưu đi thức tỉnh chẳng hạn ấy, mà nó mà chết sớm ấy là coi như là xác định là nguyên đi chờ cót thả nó xuống nó cũng không kịp. Còn nếu mà nó sống được thì không sao. Còn mấy giây nữa đánh không biết kịp không, còn 4 giây. Kịp thì ấy không kịp là mất mặt đấy. Ok kịp không? Dư đúng 1 giây. Phải đánh trong 1 phút 30 giây. Dư đúng 1 giây. Như vậy vẫn hoàn thành được 3 sao. Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra vấn đề cửa cuối nào căng đấy. Tại vì đánh cái cửa số 2 mà đã sát nút như vậy rồi không biết cửa cuối đánh được không. Cửa cuối là trang bị của con Liu Villa, con này là con khá là ngon mà cấp 130 không biết đánh được không. Tại con này là con mình nghĩ là sẽ chơi dài đấy. Nếu có điều kiện kiếm trang bị cho nó cũng ngon đấy. Nhưng mà thôi nói chung đợt này không ham hố, tập trung đánh xem có qua không thôi. Các bạn cái con Liu Mila nó support cho cả ba hệ, chơi hệ gì nó cũng support hết. Nhìn cấp 130 sợ quá. Nếu cho trường hợp mà thấy cảm giác đánh không có hy vọng gì để qua được 3 thành tựu thì sẽ đánh cho nó qua cửa chứ. Các bạn mình chưa hoàn thiện hết đồ nên nó hơi khó. Đấy, level 130 sợ đánh không nổi. Đây mình đã trang bị nó set đồ mà gọi cho là cao nhất của mình đang có đấy.
Mà nếu đấy không giết được nó nữa thì chịu thôi. Bà thuyền phó bắt đầu xuống rồi. Các bạn nãy giờ cái vạch máu nó vẫn chưa tụt. Như vậy có thể nó chỉ dừng ở mức độ qua map thôi. Tướng thì cũng chưa chắc nó thắng được đâu. Tại vì con Hildy sắp hết máu rồi. Hildy chết thì cũng dở lắm. Cái con này Hildy chết mất rồi. Hildy chết hơi sớm hơn dự kiến nhỉ. Nói chung đánh cái này không được 1 phút 30 giây đâu. Nó khỏe lắm. Để qua xem có thắng được không thôi. Có thể sẽ thử phần đánh thủ công nữa. Phát này cứ để cho auto nốt thì sau có thể thử đánh thủ công được phát. Sẽ bỏ cái auto nhé, để phát sau đánh thủ công. Xem thiểu điều đánh tay xem có được 1 phút 30 giây không. Chứ là sát thương đủ sức win nãy tại các bản nãy hình như support xuống không kịp. Hoặc là support xuống bị chết. Thành ra thấy cảm giác con Hildy chết hơi sớm. Còn đánh cái này vẫn win thôi, nhưng mà sẽ đánh thủ công phát này xem có được không. Các bạn muốn đánh cố 3 sao kiếm thêm 50 kim cương. Được tí nào hay tí đó. Tại vì đợt này bắt đầu sang giai đoạn đi tích vé đen lại sẽ rất là tốn kim cương. Sao sẽ đánh thử lại thêm lần nữa ấy. Hai cửa trên là mắc thành tựu rồi, mỗi cửa cuối còn thiếu một thành tựu hơn. Cái 1 phút 30 giây nó hơi khoai. Cho support xuống trước đi. Nói chung là mình cảm giác là đánh mấy cửa cấp 130 đấy là cái hy vọng đánh 1 phút 30 giây hơi thấp. Bà thuyền phó lại chết mất rồi. Karin. Hiu đi không sống nữa. Nó trên trên mới còn búp máu cũng sớm quá, khó. Tại mình không đủ mấy set hồi siêu 72 cho tất cả các con. Nói chung không đánh được 1 phút 30 giây. Trông đuối đó. Như vậy chỉ dừng mức độ là qua map thôi nhé. Đánh 1 phút 30 giây thì đấy không đủ sức. Tướng nó không sống được trước địch thì cơ bản không đánh được 1 phút 30 giây đâu. Thật ra cũng chả quan trọng lắm, chỉ thêm được 50 kim cương thôi. Nhưng mà tuy nhiên điều là thắng được nó vẫn oai hơn đúng không? CGR xuống đi. Nói chung phải mất, gần hết thời gian mới đánh được. Hay có thử thêm một lần nữa không nhỉ? Chắc đánh thêm một lần nữa đi. Đánh thêm một lần, đánh xong lần này đánh thêm một lần nữa xem có được không. Chắc là khó đấy, nói chung là Hildy chết sớm. Mình thử nốt lần cuối nhé. Nốt lần cuối không được nữa thì chắc là kết thúc luôn. Cái đánh cố chắc hơi khó. Nói chung đánh ngon nhất thì phải có ý nhỉ. Ví dụ như là con mini cha dù xét hồi chiêu là 1 này. Con Jang Harim xét 72 là 2 này. Con Evelyn là 3 này. Con Lee Soyun là 4 này. Con Shinjia là 5 này. Và cả con Seoyun là 6, ít nhất phải có khoảng tầm 6 set. Thì thôi quan trọng nhất phải có 4 set. 4 set cho 2 con bơm máu với 2 con đam thì mới có thể đủ được. Mà hiện tại mới chỉ có 2 set thôi. Thì ra đánh nó hơi khó. Thứ hai là tướng mình nó chưa mắc level nhé. Tướng mình mấy con thức tỉnh thì mắc một level thôi. Chứ còn mấy con support tinh tinh là chưa mắc level. Mà chưa mắc level đánh sẽ có chút hạn chế. Dù gì tướng 110 chỉ số sẽ cao hơn tướng level 100. Cho đôi hai support xuống trước đi. Không biết có sống được không.
better place to call my own. So I travel and I roam till I find that. But I'm full of action, so I wander and I venture. And it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at. A spot where I don't spend no money, just some time at. I mix it with people till I learn a little. I brought some weed and baby maybe. Quan trọng nhất là Hughie phải sống. Hughie chết thì mệt lắm. Evelyn chết còn xuống nhanh được. Karin xuống. Chết cả hai cái bơm máu rồi. Nếu phát này thì cái Hughie còn sống nhưng mà không biết có chục giây nữa không biết chết được không. Khoảng tầm 20 giây nữa. Evelyn xuống đi. Treo Jun xuống rồi búp đam lên đi. Đấy, phát này thì cái Hughie đang sống thì có thể hy vọng còn 5 giây nữa. Không, không kịp rồi. Cái này níu kéo một chút nữa không nhỉ? Ôi giời. Lại chế mất vài giây thì chán thế không biết được. Có nên níu kéo thêm tí không? Vẫn chậm mất khoảng tầm 10 giây. 10 giây là cả vấn đề đấy. Để cái phát này Hughie đi không chết. Thử nốt lần nữa đi. Tự nhiên lại có chút hy vọng. Đánh cố một phát nữa sẽ có được. Tự nhiên thấy nãy con bản nãy Hughie đi không chết. Có thêm chút hy vọng thử thêm lần nữa. Nói chung có vẻ thả hai support xuống trước có vẻ nó sẽ níu kéo được hơn đấy. Syria xuống tiếp đi. Cho Seo Jun xuống trước đi. Nói chung là không biết có đánh kịp không thôi. Sợ nhất đánh không kịp. Evelyn xuống tiếp. Bắt đầu rút máu ở đấy nhưng mà không biết có kịp không thôi. Cho thêm Karin xuống yểm trợ thêm chút đi. Nó tỉa trên không đi. Còn 10 giây nữa. 10 giây nữa không biết có kịp không. Có vẻ lại thiếu vài giây rồi, đậu phộng có chứ lại thiếu vài giây rồi. Ui giời, chán vãi. Vẫn thiếu vài giây. Như vậy nói chung là vẫn thiếu 10 giây, vẫn thiếu khoảng tầm 10 giây. Thôi nói chung là thiếu 10 giây kệ thôi. Đánh cố mất thời gian, nó cái này thưởng nó cũng bình thường thôi. Thôi bỏ qua 50 kim cương. 50 kim cương đánh vật vất vả quá. Ra cái này mình nghĩ là đánh kiên trì chắc cũng sẽ có lần win thôi, nhưng mà đánh vất vả lắm. Thôi cứ tạm thời dừng ở đây nhé. Cái thành tựu cuối thì xử lý sao thôi, để mùa nào nó quay lại mà mình mạnh hơn đánh sau không? Rồi sau khi đánh xong cái đấy bạn sẽ được cái vật phẩm đây, cái vật phẩm này. Cái vật phẩm này bạn vào trong cái chỗ xưởng sửa chữa thì nó sẽ có trong này. Đây trong xưởng sửa chữa đây có chỗ chế tạo trang bị riêng. Để nó giúp bạn chế tạo cái trang bị đây. Nó dành cho cái hộp này. Cái hộp này là hộp T6 này cho bạn trang bị riêng. Ở đây là trang bị riêng của Lee Soyun, trang bị riêng của Najubin, trang bị riêng của Lee Yumida và trang bị riêng của Alex, là những cái con mình đánh trong cái mấy cái map vừa rồi đấy. Thế nó về sơ qua một chút vậy. Nói chung là chế tạo cái này vẫn là câu chuyện cũ thôi, tốn nhiều lắm, tận 2.500.000 vàng thôi, đúng không? Tốn rất là tốn. Thứ hai là cần tận 400 mảnh, như vậy cũng farm rất là khổ. Và cái này cũng tận 600 cái vật liệu nữa. Nói chung là để chế tạo cái trang bị T6 rất là tốn, mà chưa kể cái câu chuyện là lúc nó ra dòng nó được random nữa. Nên nếu là sử dụng ra cái dòng không đúng cái dòng mình đang muốn như vậy thì còn khổ nữa, đúng không? Nên ra cái trang bị này nói chung thì bạn nào có điều kiện thì chế tạo thôi. Còn mình thì chắc mình không ham hố lắm. Tại vì giờ mình trang bị chính kia còn đang trả xong thì nói gì mấy trang bị riêng này. Nói chung là vàng cũng có hạn thôi, thì có lẽ mình sẽ không chế tạo nó mà chỉ đánh một chút cho nó biết thôi. Thế chung vì nội dung video nó ngắn vậy thôi, chỉ đánh chút cái map cho nó biết thôi. Cái cửa cuối còn thiếu khoảng chục giây nếu mới được 3 thành tựu thôi, chắc không đánh cố. Đánh cố lâu la quá không đánh cố. Nói chung như vậy cho bạn xem qua một chút về cái map này như thế nhé. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào nhé.